xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em sẽ test một bộ gồm chiếc âm ly có hai đèn vu A6000 rất hiếm của Onkyo, dòng Onkyo A huyền thoại. Con A5000 đã là huyền thoại rồi, con A6000 này còn hơn các bác nhé. Tình trạng cực đẹp, em chưa vệ sinh, nói chung là không có tí vết xước luôn. Và bác khách đã đặt của em 2 triệu của với đôi loa Pioneer cổ này đây ạ. Bác có số điện thoại đuôi là 6899. Bác đã cọc 2 triệu đôi Pioneer. Và đôi Pioneer này từ hôm kia đến giờ em mới kiếm được âm ly hai đèn vu và hợp cho bác ý. Thì đây là một cặp đôi hoàn hảo, nghe hay bày đẹp, đôi loa và chiếc âm ly có giá trên thị trường, chiếc âm ly này giá trên 6 đồng nhưng mà em để cho bác đúng 5 đồng luôn. Và hỗ trợ bác mua với chiếc đôi loa đó thì tổng cả dàn của bác là hơn 8 triệu cộng với 5 triệu là nó ngoài 13 triệu. Và bây giờ em sẽ test âm thanh cho các bác xem. Các bác đừng quên là mọi nhu cầu các bác cần tư vấn hay mua sắm, các bác hãy nhắn tin qua số điện thoại là 098 119 3656, hoặc là gọi điện cho em, nếu em không nhấc máy thì cứ nhắn tin. Rồi bây giờ em sẽ test âm cho các bác nghe thử. Em sẽ mở lại bài hát này. Các bác chú ý nghe tiếng kép của nó nảnh lót đúng như đặc trưng của ca sĩ Hồng Trúc luôn, nhạc của Hồng Trúc. Bát đánh mềm, trầm và tép này. Tôi có người tên bỏ lại nơi phố ngày xưa. Và con này sử dụng một con tép đô hoa thị và một con trúc đô hoa thị cho tiếng lồng lộng. Và một con bát 32 cũng nhảy rất cao đó. Ra đi tôi nhớ thương. Độ nhảy rất cao. Chiếc âm ly này hợp với đôi loa này nên là em chỉ nhích một chút volume thôi, các bạn có nghe thấy. Tiếng nhạc rất lớn. Và tình trạng của chiếc âm ly này là không có tì vết các bác nhá, không xước. Mặt sau đây ạ. Onkyo A6000. Cái đôi loa này nó có một lưu ý là ở đằng sau của nó, cái rắc của nó là rắc rất là dị các bác. Nó là phải nhét vào đằng trong. Cái dây này các bác phải nhét vào đằng trong này. Đó. Cái này hai bên là rất là dị các bác ạ. Và có hai vi tinh chỉnh chung và tép vào đằng sau luôn. Bác xem video clip này thì nhắn tin lại cho em. Bác có số điện thoại đi ạ. 9096899. Một dàn tầm trên 13 triệu tuyệt vời. Và đây là chiếc đầu CD Sony AX900. Nếu các bác có nhu cầu lấy thì em cũng bán luôn chiếc đầu CD này của em. Đá rất là mềm, mặt vàng chanh. Rồi, em xin dừng video clip tại đây. Bác xem được video clip này thì hãy chốt cho em qua tin nhắn. Rồi, xin chào tất cả các bác.